Panda. I got broads in Atlanta. Just to go be in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Một tuần vừa qua, mình đã có một số trục trặc nhỏ với cái cảm màn hình của mình, nên mình không thể upload đến video cho anh em được. Nhưng như đã hứa, và một số rất nhiều bạn đã yêu cầu rằng hãy câu một nhân vật RF Season 16 và thử xem ham lớn nhất của em nó ở Season 16 là bao nhiêu và có xứng đáng để được các bạn đầu tư đồ cũng như là chơi em nó hay không. Ngày hôm nay, mặt của ta đây là nhân vật Red Fighter RF huyền thoại của chúng ta mà các bạn mong muốn. Thì trước tiên chúng ta hãy chiêm ngưỡng một vòng nhân vật RF của chúng ta ở Season 16. Đây, vẻ đẹp của em nó đây anh em. Một cặp găng tay màu tím cực kỳ ma mị. Đây là một set đồ Manticore cực kỳ hâm hố. Và trước tiên chúng ta hãy nói qua một chút về trang bị của em nó ở Season 16. Ở Season 16 thì gần như chúng ta đều có được sự update của các nhân vật. Đầu tiên chỉ là một cặp vũ khí Cyberhut level 1100. Thì đối với RF để có thể mang được cái cặp vũ khí này thì yêu cầu level là 1100 và sức mạnh tối thiểu là 717. Và khi cộng 15 em nó lên, ta sẽ có được Attack Power tăng thêm là 587, là nhỏ nhất và lớn nhất là 599. Ngoài ra, chúng ta sẽ có được thêm một set đồ mới, đó là set Manticore với level yêu cầu để mang được là 1200 và stem để mang được là 574. Đối với Queen RF thì đối với Queen 4 thì nó đã có từ được các season trước nên mình sẽ không nhắc lại nữa. Và Queen của mình sẽ sử dụng trong video ngày hôm nay là Ring Mark 8 thôi. Ngoài ra mình sẽ sử dụng thêm một Lyra Kutnit. Đây mình sẽ show cho anh em thấy Lyra Kutnit 10-10-10 luôn. Nhưng mà không cùng hề nha nhé. Đây đặt luôn. Và một cái ring phù thủy. Ok, ta đã tìm hiểu sơ qua về trang bị. Bây giờ chúng ta hãy trải nghiệm một chút về khả năng gây đam của em đó. Cũng như đối với khả năng gây đam như vậy thì tăng là làm sao. Ok, vừa rồi là mình đưa em nó đến bài và trong quá trình em nó gây đam với quái ở map cá nhân, chúng ta hãy nói sơ qua một chút về cách tăng điểm. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tăng em RF của chúng ta chủ yếu là đi theo dòng Agi. Và tại sao lại là Agi? Thì mục đích của chủ yếu của mình ở video này là khả năng đi PVM, khả năng đi đánh quái. Và có một điều mà anh em dễ nhận thấy ở trên bảng C của chúng ta là khả năng attack success rate, là khả năng tấn công thành công của MRF này rất là thấp, với chỉ có được là 6.856. Trong khi mình đã tăng bao nhiêu đây? 20 điểm increase attack success rate mà chỉ lên được 6.800. Nếu như không tăng thì nó chỉ lên quanh tầm 5.7 thôi. Tỷ lệ đánh mít rất là nhiều. Dù rằng mình đã tăng mắc 20 điểm và tăng tối đa AI có thể, nhưng mà anh em có thể nhận thấy trên màn hình khả năng của em về đam của em ở đây. Đây vẫn có mít đam nhé nhé. Đấy, mít đam kìa, rất là nhiều. Ừ, video ngày hôm nay đối với stream mình sẽ chỉ tăng là 717. Tại sao là 717 điểm stream? Thì do là sức mạnh yêu cầu để mang được vũ khí Cyberhut cộng 15 là 717. Chỉ có một lý do đơn giản thôi. Và để tăng được 717 điểm này thì chúng ta phải có được 16 điểm stream ở bảng A nhé. Nếu như anh em chỉ tăng của stream là 717 mà không tăng vào bên ở pole của bảng C hoặc là không tăng quá nhiều pole ở bảng C thì nó sẽ là thừa điểm nha anh em. Ngoài ra Agi mình sẽ vô hết điểm vào Agi 2429 và máu và năng lượng sẽ không tăng. Tại sao là như vậy? Em có còn nhớ là RF sẽ có 3 skill book. Đây mình sẽ nói rõ cho anh em luôn. Skill book đầu tiên là Ingrid Block, tức là Block 3. Thế công thức tính là sẽ 2 cộng với năng lượng chia cho 10 là sẽ là khả năng book của em đó. Tất cả các skill book của RF đều phụ thuộc vào năng lượng. Nếu như anh em tăng năng lượng nhiều thì nó mới có hiệu quả. Nhưng mà ở video ngày hôm nay mình muốn tối đa khả năng gây đam của em đó. Em theo đó là phải có tốc đánh gần như là tối đa. Cái việc mà anh em dồn 200 hoặc hay là 400 điểm để có thể học được skill book của em đó thì 400 chia cho 10 có được 40 điểm nó quá là ít so với cái khả năng anh em dồn điểm đó để tăng vào ghi thì nó còn tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra skill book thứ hai của em đó
mình là skill tăng máu. Skill tăng máu của em nó thì sẽ là 16 cộng với năng lượng chia cho 10, không phải là cộng với 2. À, khi mà anh em tăng năng lượng nhiều thì khả năng bút từ skill tăng máu của em nó sẽ là hiệu quả hơn. Và skill của bao chúng ta là bỏ qua khả năng xuyên giáp. Thì đối với khả năng bỏ qua xuyên giáp của em nó là sẽ bằng xuyên giáp sẽ bằng là năng lượng chia cho 100. Anh em tăng 400 điểm ở chia cho 10 100 là chỉ có được 4% khả năng xuyên giáp. Thì nó cũng loanh quanh tầm 10 điểm pôn của bảng A. Rồi anh em có thể lấy 400 điểm đó dùng vào A. Còn bao nhiêu anh em tăng 10 điểm thêm ở bảng A thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Một lần nữa mình nhắc lại, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nhé. Việc anh em tăng nhiều A nó sẽ tăng khả năng tấn công thành công của em nó lên. Rồi chúng ta quay trở lại một chút về cái bảng C. Khi mà chúng ta đã tăng lên đến 2429, gần như là gần 2500 rồi, nhưng mà lượng đẹp của em đó chỉ có 5609, quá là thấp so với các nhân vật còn lại, nên việc em nó bị phải đánh rất là đau. Anh em phải chú ý điều đó. Em có thể thấy này, hiện tại mình đang mang set gần như là mắc đô luôn, ring vũ khí đôi như là mắc hết tất cả mọi thứ luôn, nhưng mà lượng phải gây ra cho mình khoảng là 1100 máu và bao nhiêu đây để mình xem, gần 300 đam thuộc tính, 224 đam thuộc tính, 28 đam thuộc tính, rất là đau. Tổng lượng đam mình phải gánh chịu dao động từ 600 cho đến 10, anh em thấy không, gần 2000 một lần. Nhưng khi mà chúng ta tăng agi lên nhiều thì khả năng đẹp ray của chúng ta cũng sẽ được tăng lên. Đó là lý do vì sao mình phải dồn hết vào agi khi đi PVM. Ta sẽ quay trở lại một chút đối với bảng Matra. Đối với bảng Matra cũng giống như các nhân vật khác, ta sẽ có bao gồm tăng 10 điểm vào khả năng hư hỏng của trang bị, vũ khí và trang bị. Thì chúng ta không tăng vào 10 điểm PVP đi trang success rate, vì chúng ta build chủ yếu là đi PVM nên anh em tăng vào đây rất là phí điểm. Đặc biệt là một số anh em chơi một số server khả năng đi trên gen rất là ít, đường gen kiếm được cực kỳ ít ỏi, thì cái việc hư hỏng trang bị và sửa chữa vũ khí khi mà anh em bút lên vũ khí 16 ôm rất là tốn nhiều tiền, có khi một lần sửa nó đến gần 1 tỷ gen, cái đó cực kỳ khó khăn cho anh em. Hai, tất cả các điểm còn lại mình sẽ build rất là cơ bản đối với rất nhiều nhân vật khác, là 10 điểm vào hồi mana và 10 điểm hồi máu. Và ở đây mình sẽ chưa tăng vào điểm hồi AG, AG. Và mình dồn 20 điểm luôn và tăng tỷ lệ phòng thủ để tăng khả năng đẹp của em nó lên. Ngoài ra chúng ta sẽ lấy 10 điểm Defense Success Rate để tăng tiếp Defense Rate này tăng lên, tăng tỷ lệ đẹp thành công của em nó, ta sẽ mít nhiều hơn. Và mình sẽ lấy 10 điểm vào set defense, nghĩa là khi chúng ta mang đủ một set đồ giống nhau nó sẽ tăng thêm được 41 đẹp. Ngoài ra ở Aki và Strength mình chỉ lấy 16 điểm, hoặc nếu anh em cần nhiều pull hơn anh em có thể tăng lên đến 20, đó là tùy thuộc vào anh em. Đây mình lưu ý một điều là kép level 3 và tăng đam kép chúng ta sẽ không tăng. Khi mà anh em sử dụng Win 3 thì anh em sẽ nên tăng vào hai cái ô này, hai ô tăng đam Win và Death Win level 3 này. Còn nếu anh em đang sử dụng Win 4 thì không nên tăng, vì nó không mang lại hiệu quả một chút nào cho anh em hết. Ở cái cột skill thứ hai, mình sẽ tăng 20 điểm Attack Success Rate. Tại sao là 20 điểm Attack Success Rate? Vì lượng Attack Success Rate của em nó cực kỳ thấp. Khi mà đi đánh quái, nếu như mà lượng Attack Success Rate quá thấp thì tỷ lệ mid đam rất là nhiều. Điều này mình sẽ làm một video khi mà build với skill đây. Khi mà mình sẽ build với skill Dragon Rush, anh em sẽ thấy đó tỷ lệ mid đam kinh khủng như nào khi mà chúng ta không tăng nhiều agi và không tăng vào 20 điểm vào attack success rate. Tiếp tục, chúng ta chỉ tăng 10 điểm cơ bản vào Phoenix Shot và Mastery một Phoenix Shot để có thể tăng được 20 điểm vào Weapon Mastery cũng như là 2 điểm vào Max HP. Ở đây có một lưu ý là tại sao chúng ta phải tăng đến tầng 20 điểm. Như anh em có thể thấy, hiện tại mình đang mang là set đồ gần như là tối đa luôn rồi, nhưng mà lượng máu chúng ta chỉ đạt được là 94, cực kỳ thấp so với các nhân vật khác. Ngay cả một nhân vật yếu đuối như là Switcher thì chúng ta cũng đã có được lượng máu đạt được tầm là 10.000 đến 11.000 luôn.
mà đối với RF thì chúng ta chỉ đạt được 9.4 thôi. Ngoài ra mình đang build UAGI và đi với dùng skill là đắt xoay ảo ảnh. Thì việc chúng ta muốn học được ảo ảnh ở Master 4 thì bắt buộc chúng ta phải có 10 điểm vào đắt xoay Mastery, nhưng ông này là bắt buộc nha em. Ở hai ô dưới loot holding chảy máu thì mình chỉ là đi PvP thôi, đang gây đau ở đây không mang lại hiệu quả quá nhiều so với các skill khác. Và nó có một bắt buộc là phải sẽ tăng 10 điểm đây, 10 điểm vào Max AG để có thể học được skill này nha nhé. Ô này là cực kỳ bắt buộc nha nhé, nếu đi ô này sau đó chuyển ô này rồi mới kế tiếp để ô đặt sai Mastery. Ngoài ra mình còn gain 10 điểm để đưa thêm vào skill Dragon Rush để có thể tăng 5 điểm ô Master 4 để mở khóa thêm được 20 điểm ở ô Bonus Pot. Tiếp tục ở bảng 3, bảng 3 sẽ bắt buộc phải tăng 10 điểm vào PvP Attack Rate để chúng ta có thể tăng được khả năng gây đam của vũ khí. Và ở đây mình đã tăng max điểm lá 20. Ngoài ra mình đã cũng sẽ tăng thêm vào 10 điểm khi mà nhiệt quái có tỷ lệ hồi lại HP, giúp chúng ta trú đường một cách tốt hơn. Tiếp tục chúng ta tăng 10 điểm vào đam nhỏ nhất mình đang, nghĩa là khả năng gây đam của chúng ta nhỏ nhất là sẽ tăng thêm 10 điểm và attack power sẽ tăng lên 32. Ngoài ra đối với maximum attack power là đam cao nhất mình sẽ tăng lên max 20 điểm luôn. Ở dưới ô này vì lượng đẹp quả lại thấp như lượng defense success rate cũng không quá cao nên việc chúng ta sẽ bắt buộc gần 20 điểm chia đều cho mỗi ô, tự động hồi HP và hồi full HP khi giết quái vật hoặc là bị quái vật đánh thì là điều bắt buộc để có thể trụ được một cách tốt nhất. Và khi mà lượng đam ở season 16 chúng ta quả rất là nhiều nên cái việc rất là lớn nên lượng đam có thể lên đến 5-600 cả đam, cái việc búp của đam của em nó lên là một việc cực kỳ quan trọng nên từ season 11 trở lên ô đúc ô đam và cái ô xuyên giáp là hai ô gần như là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả rất là nhiều với ô xe lần đam cũng như là crit đam như vậy. À, trên đây là bảng master của mình khi mà vẫn chưa phun điểm nhé, vẫn còn 8 điểm. Thì tại sao 8 điểm này mình chưa tăng? Mình đang muốn thử xem cái lượng AG của mình có bị mất quá nhiều, có cần thiết phải tăng vào 5 điểm hoặc là 10 điểm AG hay không. Thế làm sao chúng ta để biết được điều đó? Đây, lượng AG của chúng ta đây 1198. Khi mình sử dụng thêm một cái earring bên phải có khả năng hồi AG lên đến tổng 10 điểm. Và bảng C mình sẽ kéo cho anh em thấy, mình sẽ kéo xuống cho anh em thấy. Rồi AG recovery 47 điểm. Đấy. Và skill dark side của chúng ta mình sử dụng 7 AG cho mỗi lần đánh nên lượng AG tụt cực kỳ ít và gần như chúng ta không cần phải tăng vào AG này. Đây, chúng ta dư 8 điểm vào AG thì chúng ta sẽ nên tăng vào đâu? Ở đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là chúng ta sẽ tăng vào minh đam để tăng khả năng gây đam tối đa của em nó lên cao nhất có thể. Hoặc chúng ta sẽ tăng vào máu để tăng vào máu lên 11 điểm. Lượng AG mana của chúng ta tụt cũng khá là nhiều đấy nhé, khá là nhiều. Nhưng mà cũng không tụt quá đến mức chúng ta sẽ phải tự động dùng cái bình hồi mana. Nếu anh em chưa mắc đồ mà khả năng tụt mana của anh em quá nhiều và anh em không có quá nhiều tiền để có thể đi mua mana, mua máu thì tốt nhất là anh em nên tăng vào ô degree mana này, giảm mana khi sử dụng skill. Đó, quay trở lại vấn đề. Với 8 điểm này mình sẽ mong muốn rằng có một lượng đam tốt hơn. Và để có được lượng đam tốt hơn tất nhiên mình sẽ tăng vào ô minh đam. Bây giờ chúng ta còn 5 điểm. Đối với 5 điểm này chúng ta có thể tăng vào ô hồi AG hoặc là tăng vào đẹp của Element. Lượng đẹp Element của chúng ta bây giờ là bao nhiêu? Hiện tại lượng đẹp đây, đẹp Element ra 1187. Mình sẽ tăng dây cho anh thấy. Bây giờ mình tăng 1 điểm vào đây sẽ tăng thêm 3 Element đẹp, nghĩa là từ 1187 sẽ lên đến 1190. Đó, anh em thấy không? Cộng thêm 3 điểm, tương tự như vậy. Tương tự như vậy, mình sẽ tăng tiếp 5 điểm vào Element Depth để thuộc tính của em nó lên. Bây giờ, lượng đẹp của chúng ta đã đạt được là 1204 và chúng ta gần như hoàn thành cái việc build bảng Master A của em đó. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bảng Master 4 khi đi đến các mạng cao hơn. Đối với bảng Master 4 thì
Đầu tiên chúng ta sẽ tăng vào mắc điểm vào ô skill áo ảnh, đặt sai và tăng mắc hết các cột ở trên cùng để có thể được mắc bonus ở đây. Hiện tại ở bảng Master 4 mình cũng đã tiết kiệm thời gian cho anh em bằng cách build một cái cách cơ bản nhất đối với một RF DIG mà đạt được lượng đam tối đa có thể. Chúng ta sẽ có hai hệ đối với skill đặt sai. Khi chúng ta gây đam thì có khả năng xuất hiện. Đi theo hệ băng thì chúng ta ở cột thứ hai chúng ta sẽ có khả năng giảm đẹp, hiệu quả giảm đẹp của băng băng. Hoặc anh em đi theo độc thì sẽ tăng khả năng gây đam, độc nó sẽ đục máu. Khi mà đối với một RF Agi nhưng mà lượng phòng thủ không quá cao và khả năng quả gây đam của chúng ta rất là nhiều, vì việc chúng ta cần phải kết quả cũng như là hạn chế quả đến gần chúng ta và gây đam để chúng ta, thì việc tăng vào băng là cực kỳ hiệu quả hơn nhiều so với cái việc tăng vào độc. Đây anh em có thể thấy khi mà chúng ta gây đam quả sẽ có khả năng dính băng đấy, đóng băng và không thể tiến gần đến chúng ta được. Anh em thấy không, đóng băng này đó là cái hiệu quả của đóng băng nhé. Ngoài việc cái giảm đẹp của đối thủ ra để chúng ta gây đam tốt hơn thì nó còn giữ chân đối phương lại, làm giảm tốc độ tấn công cũng như là di chuyển của đối phương, thì chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Ở đây mình đang còn dư 16V mình chưa tăng, và đây là điều quan trọng mình muốn nói với anh em như thế này. Mình sẽ bật bảng C của em nó lên đây và bảng mặt ra, ta quay trở lại cột C. Ở đây lượng attack speed của chúng ta là 440-441, và để được max speed này mình đã phải tăng vào tiếp 40 điểm vào ô full bonus là full magi. Ở ô dưới hiện tại mình đang tăng 24 điểm thì đón đọc được là 440 đây nhanh nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng thêm một điểm nữa là điểm thứ 25 và tăng vào agi. Khi chúng ta tăng vào agi thì lượng attack success rate của chúng ta cũng sẽ được tăng lên 8 điểm. Ok, như vậy là attack speed của chúng ta đã mắc attack speed nha nhé. Mắc điểm 2429 cộng tiếp với 730 điểm bonus từ áo quần và bảng masterbot thì chúng ta bây giờ bao nhiêu ta? Hình như là 3.1 điểm AG tầm đó đã mắc được speed. Sau khi mắc speed thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Đối với mắc speed thì chúng ta có thể tiếp tục tăng vào agi để vượt ngưỡng attack speed mà chúng ta đạt được và dồn vào khả năng attack success rate cũng như lượng đẹp của chúng ta có thể mang lại. Ngoài ra chúng ta có thể tăng vào NE để học tiếp một phần skill book. Đây là anh em thấy không, học tất cả các skill book đó. Nhưng mà đối với 155 điểm còn lại thì tăng vào 20 ạ, tăng vào NE thì nó cũng chả mang lại hiệu quả bao nhiêu khi mà chúng ta đã có được 210 điểm cộng thẳng rồi, từ áo quần rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có hai lựa chọn là tăng tiếp vào máu để đi trụ đường hoặc tăng tiếp vào attack, tăng vào trên để tăng vào đam cơ bản. Ở video này mình sẽ thử tăng vào tên tiếp, nghĩa là không phải là 717 cộng 1399 nữa, mà mình sẽ dùng 15 điểm còn lại vào trên để tăng khả năng attack power của em nó lên nha. Ta sẽ cùng tăng. Ok, như vậy vừa rồi là để tiết kiệm thời gian cho nhé. Mình đã tăng vào 40 điểm bonus này vào hết cho stress. Bây giờ lượng bonus stress của chúng ta là 519 và lượng attack power chúng ta đạt được là 1382. Ngoài ra anh em cũng có thể thử khi mà tăng vào full tiếp agi vượt qua mốc attack speed luôn để xem RF chúng ta có bị khứ hay là không, hoặc là có thể có được lượng attack power tốt hơn hay so với việc tăng vào stage hay không nha nhé. Vậy sau khi quá trình tăng điểm như vậy chúng ta sẽ có kết quả là gì đây? Thì hiện tại mình đang đứng ở map Aion và có sử dụng thêm một bé rồng băng và cộng 15 với hai ổ là defense và attack level nha nhé. Ở quá trình test lần trước mình đã có xem qua đam của em nó thì lượng đam của em nó cao nhất là hình như 700 mấy k đam, còn bình thường sẽ là nhảy lên 400 k đam nhân 3 nhân 2 rất là nhiều. Bây giờ cũng có thể thấy ngay trên màn hình. Đấy, anh em thấy không, 400 k đam nhân 2 nhân 3 nhảy liên tục thì trên cũng khá là ổn định. Nãy giờ mình vừa chém gió với anh em cũng như sâu bản build mặt
mặt tờ 4 và mặt tờ 3, nghĩa là bảng C là gần như được 80 mấy, gần 20 phút. Thì đường quái chỉ trên 1 giây của em nó đạt được là 0.26, cao hơn rất nhiều so với LF hay là BM nha nha. BM chỉ giao động từ 0.5 mấy thôi, 56, 57 thì phải, còn F thì giao động từ 0.58. Thì cao nhất vẫn là tốt quý chưa, khi mà gần đến 0.7. Nhưng mà ở những cái map như vậy, khi mà quái nó tản ra cùng một chỗ thì ngay cả việc BM hay là số quý chưa, khi đem so sánh với RF thì RF vẫn là một cái gì đó khi mà thì tên cực là bạn cực kỳ bạo đạo. Anh em phải nhận thấy một điều là lượng đáp trên một giây của em nó cực kỳ ổn định, 1.871 so với lượng đáp thuộc tính chỉ là 360 mà thôi. Nghĩa là nếu như anh em không có đáp thuộc tính thì cái việc liếc quả sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đối với anh em. Đây, mình sẽ bỏ cái ly ra xuống, mình thay bằng một cái đèn đá bình thường. Đấy, anh em có thể thấy quả diệt cũng cực kỳ ngon, không thua kém gì hết. Mình sẽ tắt đi, bật lại auto để chúng ta xem phân tích lốc. Đây, bây giờ lượng đam thuộc tính của em nó chỉ là 800, nhưng mà lượng đam bình thường của em nó sẽ tăng dần lên nhé, tăng lên khoảng gần đến 2 triệu đam trên dây. Đấy, giao động đến 2.4 triệu đam. Anh em thấy không, nó là không hề thua kém một nhân vật nào hết, dù rằng là lượng attack success rate khá là thấp. Tổ chức mình sẽ giống như các nhân vật khác để có cùng cơ sở để so sánh, nên mình sẽ đưa đi ra lên cho em nó mang. Bây giờ mình sẽ đưa em nó đến đến mặt bầu trời đỏ, hay là gọi là Icarus Mockred. Ok, vừa rồi là mình đã đưa em Red đi đến mặt bầu trời đỏ, và anh em có thể thấy lượng đam và lượng đẹp đã được tăng lên, bởi vì trên map cao hơn thì lượng máu của quái cũng sẽ là trâu hơn rất là nhiều so với map cũ. Vì vậy em nó sẽ phải tốn nhiều đam hơn để có thể kill được vật. Vậy nên lượng đam sẽ được tăng lên mà thôi. Để cái so sánh có thể rõ ràng nhất, chúng ta có thể dựa vào số lượng quái giết trên 1 giây. Hiện tại bây giờ mình đã treo auto khoảng được 45 giây và lượng quái giết trên 1 giây là 0.51 đến 0.19. Với lượng diệt quái vật này thì nó sẽ cũng gần tương đương với F và BM. Khi mà quái của chúng ta là tù lại một chỗ, và cái việc kêu đam F và BM khi mà quái cùng mất sẽ tốt hơn rất là nhiều so với quái bị tản ra. Nhưng đối với RF đó không phải là một vấn đề, dù rằng chúng ta mất bình máu rất là nhiều nhé. Cái gì mà 8 bình nữa này, chúng có thể thấy đó, 6 bình, 5 bình, cái cảnh chúng ta rất là đau. Nên cái việc mà anh em đi solo RF tất cả các map cao sau này là một điều cực kỳ khó khăn. Nếu như anh em muốn RF của chúng ta là nhân vật chính thì chúng ta có thể build thêm một nhân vật Asung hoặc là một con nhân vật Ebook để có thể book được một lượng đáp hoặc một lượng đẹp tốt hơn. Ngoài ra anh em có thể mua ít shop để mua thêm vật phẩm. Lượng đáp chúng ta đạt được bây giờ là bao nhiêu đây? Ấy, 700, anh em thấy không? Vừa nhảy lên 700 nhân 2 kìa, 700 ca đám nhân 2. Mình sẽ để em nó trên khoảng 3 phút nhé, để xem lượng quả diễn trên 1 giây có bị thay đổi nhiều hay không. Nhiều 400 rất là nhiều, đám nhảy rất là đều, nhưng mà tỷ lệ xuyên giảm để có được 700 ca đám một ít gần như là rất ít khi xảy ra. Ôi ôi, 400 anh em kìa, nhảy liên tục luôn. Với 400 ca đam thì nhảy khá là nhiều. Ok, như vậy là mình đã để cho em 3 đến 4 phút, nhưng mà lượng quả chỉ trên 1 giây sẽ không thay đổi quá nhiều, 0.51 cực kỳ cao. Thế nhưng mà chúng ta có thêm một Asung Book thì em nó sẽ cực kỳ khỏe. Nhưng mà lời khuyên tốt nhất của mình cho anh em là nếu như mà anh em đã có tiền và không quan tâm đến trả tiền mà vẫn yêu một nhân vật RF mạnh mẽ, cực kỳ cơ bắp, thì nên đi thêm một mẹ e-book với ngực to rồi các kiểu các thứ. Vì nhân là phải có anh hùng bảo vệ, e sẽ đứng ở sau, hùng phương vững chắc, cũng thêm đám mà đẹp cho em RF này, việc đi trên sẽ cực kỳ là dễ dàng.
đấy, 711 cara. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với map đền thờ, map cuối cùng của season 16.1. Đây. Ok, mình vừa đưa nhân vật rẻ của chúng ta đến map đền thờ, map vị trí hotspot đây, anh em có thể thấy hotspot đất cùng cuộc tình với tình mà mình đang mang trên người. Khả năng đam quái là khá là ổn định, vẫn là hơn 400 ca đam cho mỗi hit cao nhất, và khi mà có xuyên giáp thì vẫn sẽ là 700. Lượng quái vật diệt trên 1 giây đã giảm xuống so với map đầu trời đỏ, khi mà lượng quái cực kỳ trâu, máu trâu này, đẹp trâu này, không còn là 700 ca đam ở đam cao nhất nữa mà chúng ta chỉ còn là 698. Mình vừa thấy ở trên góc này của màn hình, anh em có thể tua lại một chút có thể thấy được, nhưng mà lượng đam rất là đều. Một điều mà mình không muốn thấy ở MRF này chính là tỷ lệ mít đam quá là cao so với các nhân vật khác, thì khi mà chúng ta có được mắc đồ cũng như là một lượng AI ổn định như vậy, gần như là mắc speed, thì đúng ra là chúng ta không nên có tỷ lệ mít nhiều như vậy. Ôi ôi, Hunter Q-Person 0.48 vượt quá ngưỡng so với là BM và nhân vật F của chúng ta, không thể so sánh được với MG hay là Unbrusher, một nhân vật mới được update ở season 16. Còn đối với GL thì chúng ta sẽ không so sánh vì nó là một nhân vật sử dụng 8 ALT khi mà đi PVM, vì mỗi đòn đánh của GL nó chỉ gây ra được một lượng 8 cho quái là một vùng rất là nhỏ, rank khá là thấp, không giống như RF rank 6 và tỷ lệ gây đám rất là nhiều. Đây, đi qua nhận video ngày hôm nay, nếu như anh em cảm thấy thích những đoạn RF này thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh, hoặc anh em muốn build nhân vật RF này theo đường máu hay là năng lượng thì cũng để lại comment ở phía bên dưới. Thì nếu như mà lượng comment lớn hoặc là lượng chia sẻ hoặc là like lớn thì mình sẽ sắp xếp thời gian build thỏa mãn anh em với RF NE, khi mà sử dụng không còn là skill ảo ảnh nữa mà thay vào đó sẽ là skill Dragon Rush. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.